Câu chuyện kèo bố ơi. Kèo gì? Quá. Ở game này 4 người đúng không anh? Ờ. Đủ rồi đúng không? Kèo đắt bố nhím. Đắt kèo không? Đấy, đấy, chơi, chơi đấy. Anh chơi đi, anh chơi. Em mới đau luôn. Uầy, tao vừa giật được sợi lông mũi dài vãi lồn, thích vậy. Sao không thấy hot của anh ạ? À? Hình như... Bệnh viện xích xích xích. Ôi em ma. Come on. Không phải, nó chỉ đơn giản là quay lại hay là đi tiếp thôi đúng không? Come on. Từ từ, ra đây, tao chia việc con này, dễ dễ nhất này. Ra đây. Còn một thằng nữa, nhúc nhích nốt đi, thằng nào đấy? Thằng Bô, thằng Bảy với cả thằng Bô Mai à? Ai đứng cửa vậy? Ai đứng trên cửa này? Lầu lạc ấy à? Sao kéo chân ấy anh? Kéo chân đâu? Treo máy rồi, treo máy rồi. Bị kẹt anh Bảy nên thế đấy. Từ từ, em bước trở lại. Ừ, sao máy ngúng ghê vậy? Đập, 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 tiếp tục. Được rồi này. Rồi, từ từ, đứng đây nhá, tao bảo, tao bảo. Đây, từ từ nhá, bê nhá. Game này nó như này. Nếu như mình thấy cái phòng này nó thay đổi một cái gì đấy thì mình sẽ quay lại cái thang cũ. Còn nếu đúng. Như mà nó không thay đổi gì cả, mình sẽ lên một tầng mới. Hiểu chưa? Ok anh, hiểu. Thì bây giờ nhá, có anh em mình có 4 thằng tất cả. Thì chúng mày nhìn thấy cái cửa ở giữa không? Yeah. Một thằng sẽ từ cái cửa đấy, là cái cửa chia đôi cái phòng này nhá. Một thằng sẽ ở cái cửa bên trái lên trên, một thằng cửa bên phải lên trên, một thằng cửa bên trái xuống dưới, một thằng cửa bên phải xuống dưới. Mày hiểu chưa? Đấy, mình chia khu vực ra thế. Thì đéo giờ mình nhầm được cả. Ok chưa? Là sao? Là nhá, ví dụ nhá. Đây mày nhìn tao nhá. Mày nhìn ra đây, đây là cái cửa giữa, thấy chưa? Đây là cái cửa giữa này, đây nhìn tao này, tao đứng ở cửa giữa này, thấy không? Đây là cái cửa giữa nhá. Mình chia khu vực ra nhá. Ừ. Mày là mày thằng Bô là từ cái hộp cứu thương này, mày nhìn thấy không? Cái hộp cứu thương không? Đây hộp cứu thương đây. 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 Đây, từ hộp cứu thương này dọc lên trên. Đấy, mày là quản lý khu vực đấy thôi. Ờ, nếu như có gì thay đổi mày phải báo ngay, hiểu chưa? Ok. Thằng Bô Mai là góc đối diện nhá. Ok chưa? Rồi, à, Bảy là bên phải này, còn anh là bên trái này, xuống dưới, ok chưa? À, bên phải. Đấy đấy, mày mày bên đống lịch này, ờ đấy, mày bên tường bên này thôi, kéo kéo xuống dưới đấy, ờ anh nhìn, từ từ nhìn, từ, nhìn, 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 nhìn kỹ lại đi, ừ. Nhìn cái. Trên này ống thông gió. Ok em xong Don. Xong đéo nhanh thế, đúng mày. Cho em đơn giản. Don nhanh nhé. Ôi phải nhìn cái chanh đấy, mày nó thay đổi mày cũng mà ăn cức. Ừ. Ra đây. Ba ghế. Từ từ để tao nhớ lại đã. Ba ghế. Lật là. Ôi. Ba ghế. Các bạn lật mà thấy. Ôi chỗ bông mai mới có này, kim tìm cái thứ đồ. Trên này không hơn. À, bên tôi chỉ có mấy cái. Ấy phải đếm hàng ghế nữa đủ. 1, 2, 3, 4, 5 TV. Rồi, à, anh xong nhá. Từ từ đếm cả đèn điện ở bên trên nhá. Mỗi hàng ghế là 5 cái. Tháng 5, tháng 1, tháng 6. 5 cái. Đan xen nhau. Có đếm đèn không nhờ? Đồng hồ. Không, đèn nó đan xen nhau thì không sợ đâu. Đèn so le nhau thì thiếu nào phát mình biết ngay. Báo cháy. Báo cháy này. Đồng hồ là 6 giờ rưỡi nhá. Rồi, ok, anh xong. Từ 3 báo khói, 2 báo cháy. Rồi, em xong. Rồi, em cũng xong. Đi. Đây. Rồi tầng trên đúng không? Ờ. Ui. Đừng quịch quịch nữa đúng không má? Đứng đáy. Đứng đây. Nghe là lên này. Rồi. Thông lên được ở đây. Đào e được. Ê đứng đây. Hình như mình phải gần ga làm cái gì đấy. Hay là cuối thang cuối này anh? Ờ. Hay thăm bên kia nhở? Ủa? Ủa? Kìa. Ủa sao có anh ngồi đây đây? Không, thằng đấy là thằng ngồi để nó thay đổi. À đây này. Về đây xem nào. Sao lại pượt nhỉ? Sao ta? Cái gì vậy? Là sao nhỉ? Là sao ta? Hả? Cái gì đã lú rồi này. Hay là hai người bên đây, hai người bên kia? Đúng không? Anh vô bên kia coi. À, hay là phải vô, đứng hẳn vô trong nhỉ? Trời. Có người đứng ở ngoài. Hơi đứng ngoài nó không tính. Đưa hết sau vô trong. Hay là 22? Không phải. Ê đây là tầng 1. Mình phải đi lên. Đúng rồi, chắc chắn tầng 1 lên 2 giống game kia đúng không anh? Không, đúng rồi, nó tầng 0 mà, tầng 0 lên tầng 1. Hay là cái này mình nó bắt mình phải chỉ ra cả cái sai nữa mày.
Cái này bị sai ở đâu rồi? Ủa mình nó lên đâu, hang nào đó anh? Cái này là điểm từ đầu là tầng 0. Từ chúng mày đợi tí nhá. Đợi tí, chúng mày dò lại nhá. New game này. Normal này. Rồi, đợi anh tí, anh hot lại từ đầu đi. Tại lúc này là anh bấm lên trên tầng 1 rồi. Rồi đấy, anh hot rồi đấy, chúng mày vào xem nào. Bây giờ mới chuẩn này. Thằng thông này, ok, nhiệm vụ check, như check cũ. Check lại một lần nữa đi, tại anh sợ lúc nãy là cái phòng nó thay đổi đấy. Check lại một lần nữa đi, bây giờ mới là chuẩn nhá. 3 năm. 3 năm, ghế 5. 3 ghế này. Thôi lấy điện thoại chụp lại cho nó nhanh, anh em. Dâu này. Anh cứ bìu. Ai trời thế. Chụp tiếp vậy à? Anh cứ bìu. Em xong. Anh xong. Rồi, các em cũng xong. Đi. Rồi, cuối đường. Vô. Đây là nơi. Đây rồi. Ui. Có khi nó bắt mình chỉ ra cái sai. Đúng rồi, anh sợ nó bắt chỉ ra cái sai đấy. Chứ nó đéo cho đơn thuần như thế đâu. Rồi, có ai người đó ở vị trí nha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, thùng gác. Ui, ơi. Cái cửa mới đóng vậy. Thôi. Đi vào đây. Đóng đi, vào. Đi luôn. Đóng là sao, đưa sao là sao, đúng rồi. Cửa đóng mở. E là trên xuống dưới hay là như nào? Lên tiếp. Ủa, mình không đúng sao mình lên tiếp anh? Đúng, cứ có sai là mình lên tiếp luôn. Này, lên tầng 2 là đúng này. Đúng rồi, sai đi cửa này. Hình như sai đi cửa này, đúng đi cửa kia sao? Kiểm tra kỹ nhá. Ê. Kiểm tra số trên cái cửa à. Số 6 là sao? Ui mẹ mày, cửa có số nữa chúng mày ơi. Nãy làm gì có số nhỉ? Hồi nãy không có số nha, cửa nãy không có số rồi. Đúng rồi. Chắc không đây. Chắc anh ơi. Cửa không có số đâu, em nhìn kỹ lắm. Em vừa nghe tiếng tật. Nhưng nếu mà đi sai là gặp quỷ là phải đi xuống nè. Đi luôn. Mẹ. Sợ vãi cứt. Anh có 666 cửa ấy sao anh ơi? Không, đéo nhiều thế đâu. Chỉ chết được. Ê, có cái tivi là thấy sai nha. Có, đấy khu vực của tao. Có. Vừa qua anh nhớ nha. Mày lo khu mày đi, mày đừng lo khu tao. Ừ. Để ý cả tay của nắm em. Cửa hiểu nhá. Ok rồi, của em đúng này, của em đúng nha. 1 2 sao ấy? 3 3 2. Đừng hay sao? Đừng hay sao? Có đồng hồ 6 rưỡi, đúng có đúng. Của em đúng, của em đúng nha. Của anh đúng nhá. Chắc cái bà này. Của em đúng. Có mẹ lại có điều hòa này không nhở? Anh ơi, như cái của em thiếu một lọ thuốc rồi. Vơi. Chết cơm. Anh ơi, thật thề. Bịp mẹ thề. Tin em. Thì đấy, khu vực mày kiểm tra kỹ vào. Tức là nhà thiếu lọ thuốc á? Thiếu lọ thuốc, thiếu một lọ thuốc khác. Tên này, tên đây, tên Bông Minh đây này, phải tên đồng loại mình đây. Tên đồng loại mình đây. Mẹ, mày chắc không đây? Chắc, em kinh nghiệm chơi SS9 mà. 10 lần vô địch. Tên nằm đoạn mình đi. Ủa, ví dụ mình chọn sai là mình xuống luôn hả? Ui, xuống mẹ tầng không rồi thế. Đi luôn anh ấy. Con tỷ lệ của ông đi bao nhiêu lọ? Sao lại đi luôn? Ủa thì tầng không mà, lên 1. Ê, không phải, thang máy nào cũng được đấy. Nhưng mà cái nào mà đúng thì mình sẽ bấm, chưa vẫn đúng. Sai đây này. Đúng là mình qua thang kia. Không, mình bấm reset đây này, có nút reset mà, có hai nút mà. Đúng là qua thang kia anh ơi, em nhầm. Quên. Không phải. Thang nào cũng như nhau, tin tao. Check lại đi. Bây giờ check lại đi. Check lại lần cuối nha, bọn mình chụp cái lòng nhìn cái lọ thuốc của ông đi kìa. Chỗ tao đúng nha. Rồi, em đúng ok này. Điểm mấy lọ đây, của em ok. Đúng hết đúng không? Thời gian từ từ nha. 3, 2, ok anh ơi. Đúng hết nha, từ từ để tao bấm cho. Đúng hết thì mình sẽ bấm nút ở bên trên. Còn nếu sai thì mình sẽ bấm nút ở bên dưới thì phải. Ừ. Đúng là mình bấm E anh. E trên đó. À đéo phải. Không, đúng phải đi cửa kia chứ. Đúng là đi cửa đúng kia. Đúng là phải đi cửa kia. Đúng đi cửa kia à?
À đúng rồi, rồi, ok nhá, ok nhá. Cái kia chỉ là reset tổng luôn ấy. Đó, mình dẫn tới không này, đúng rồi, mình đi cửa kia. Chết lại, chết lại đây. Chết lại. Em thuộc lòng rồi. Bỏ áo nè. Đi anh ơi. Của tao đúng hết nhá. Ok, đúng hết rồi. 3, 2. Ờ, của em đúng hết, của em đúng hết. Hết đi cửa này. Đấy. Ờ, của ai để làm, công việc của ai để làm. Ba năm. Đúng nè, Lúc ấy xếp 9 đi anh. Ừ. Đấy là tầng 2. Ui mẹ à, mày sợ. Ôi, thế. Có sai. Sai ở đâu? Sai ở đâu? Cửa mở, cửa mở. Quay lại luôn, lên luôn. Lên luôn. Ui, bằng. Nó sao bị má hủ nha. Em gặp ma. Em nhìn bức tranh ngay con ma luôn rồi. À. Bức tranh em có ma. Ừ nha. Ờ, có vẻ ok đấy. Đúng nhận sai cái luôn này. Ô, tranh sai này, tranh sai đúng không? Tranh sai. Mày lo là mày lo khu của mày thôi, mẹ ảm. 1, 2, 3, 4, 5. Mẹ sợ thế nhờ. 3 5, ok. Của em đúng nha. Của em đúng. Rồi nha, của em. Của em đúng anh ơi. Ready. Ok, thế có đường 2. Của em đúng nha, của em đúng. Từ từ, ít mẹ thằng này hơn ngồi hơi thụt ra đằng sau hay sao nhỉ? Không, cái gì? Thế đúng. Nên tại sao nó cho chơi 4 người nhỉ? Tí có người sẽ bị bỏ lại đấy anh ạ. Nhiều thứ lắm. Nhiều thứ. Nó nhiều thứ hơn cái kia. Không anh ạ, tí sẽ bị có người bị ma đuổi. Đơn không? Đấy, ngon. Cái tuần đến đừng đi ra. Từ giờ coi có gì thay đổi không? Sai chứ. Em ok nhé. Em đơn giản lắm, của em hơi đơn giản. Kiểm tra kỹ vào mẹ. Không, của em đơn giản lắm, có mấy thứ à? 3 năm. Coffee. Em đếm thuốc hơi nhiều rồi đấy anh ạ. Anh anh đúng này. Ê, anh đúng hết này. 3 năm. Ơi, cái ghế này là hoa văn này là phán chế không vậy? Sao anh biết được? Không, anh cái ghế nó bị đổi hoa văn đúng không? Ghế nào? Đúng. Cái hoa văn làm gì hoa văn này? Đúng rồi. Đi mẹ nó đúng mà. Không, đúng. Sai đấy anh ơi, sai không. Đây. Thế nãy là hoa văn gì? Nãy là không có hoa văn. Nãy là ừ nãy không hoa văn, nhưng mà không phải hình này đâu anh ơi. Ừ em nhớ không phải hình này, nhìn nó sai sao á, tự nhiên Nó sẽ bi hơi sai. Ta tin đồng loại lên đây, tin đồng loại đây. Ủa, nó đúng ghế này mà chúng mày. Em thấy đúng á, em thấy đúng ghế đúng mày. Đúng ghế mà. Không, em thấy là nó không đúng đâu, nó lỗ nó nhỏ hơn. Ừ em thấy sao nhìn cái ghế nó lạ lắm. Đúng rồi. Ta thấy là tin đồng loại lên rồi. Tin. Tin. Rồi xuống tầng 1. Bấm đi bấm. Tuyệt vời. Cô béo check ảnh nè. Nó chỉ là 50-50 thôi mà. Đi bạn, bố béo thấy check ẩu vãi cả cứt thề. Ẩu đâu, chỗ em đơn giản lắm. Đấy thấy chưa? Mày nhìn lại cái ghế xem, cái ghế vẫn thế mà. Trời ơi. Cái ghế vẫn vậy mà. Thôi là không phải trách, không phải trách. Đi. Ờ mà thiên kinh. Cái bên anh nổ mới nhiều này, bên của em mà có ghế với lại chai cái hình lỡ này. Cứt thật. Nói đéo tin, bực thế nhở. Sao em trông nó cái gồ gỗ nhở. Chết là gì? À văn. Em bị để ý quá mức. Ờ à, đi luôn. Nên có mấy cái à? Ủa nó có mấy loại thôi. Đúng rồi, nó coi như mấy loại thôi, để ý kỹ vào. Tầng 2 rồi. Tầng 2. Ủa sao có máy cà phê đây vậy? Đấy là bên thằng 7, mày cứ lo bên ngoài đi. Rồi bên em play nha.
Bên em có mấy thứ hả? À? Đây. Fire exit, coi chừng cái chữ đảo ngược nha mọi người. 2 3 3 2 gọi em ok. Em ok nha. Em cũng ok. Tao ok nhá. Tao đúng hết rồi đấy. Em ok luôn, đi qua đây. Đường thôi, dễ, đường thôi. Game dễ. Ít mẹ thai lại có dây giày không nhỉ? Có. Thôi vừa tình cân. Vừa linh tinh. Đáo, thằng này cũng nguỵch đấy. Bồ anh ạ. Bồ. Đây em đứng ở đây nha, em giúp biết này. Rồi. Ma này. Được rồi, mở cửa nha. Có mở cửa được không? Không mở cửa được mới đúng. Không, cửa nó sẽ tự mở. Em ok. Đéo nhanh thế. Chỗ em đơn giản okay, lắm. Ok, xong rồi, của em xong rồi. Em đơn giản lắm. Cũng ok. Chỉ có chỗ anh mới khó thôi, chỗ anh mà tivi tùm lum hết á. Em cũng đơn giản phép. Xem lại hết đèn với điều hòa đi đã. Đi tiếp anh ơi. Không, đèn nó không nổi. Anh ok. Đấy, cuối đường rồi. Đúng là đi đối diện à? Đi. Ui, bao nhiêu tầng nhỉ? 666 tầng. 666 tầng này. Chưa đáng đầu tiên. Mẹ, chưa giờ lên được tầng thứ 5 đấy các em ạ. À. Đây, chuẩn bị rồi anh ơi, chuẩn bị rồi. Number 4. Ôi giời ơi. Thằng nào đấy? Chắc chắn là những người lọ thuốc rồi. Không đếm đủ luôn á, người ta đếm đơn thuộc lòng không nào sai được. Không thể nào em sai được luôn. Anh đéo sai được nhá, tại vì anh có mỗi mấy cái đấy thôi. Bây giờ làm sao chắc ra lỗi của ai nè? Hiểu. Ủa, mình đang tầng 0 mà mọi người. Mấy thứ à? Không, mình xem lại một lần nữa đi cho chắc đi. Là đây là không. Tầng chuẩn đấy. Ủa em dễ lắm, em đếm mỗi đúng thuốc thôi. Em là mỗi ghế với chanh hết. Gold, coffee, ba đỏ, hai xanh, hai này. Đó, em với ghế với lại chanh hết. Ghế, điều hòa với cái lịch hết rồi. Bây giờ em mình đi thì sao nhỉ? Sao đứng với mọi người bên này chứ? Ở đây đây. Chắc kỹ á. Một cửa là exit. Từ từ, mình đang bị chỗ. Mình có đang bị lộn cửa không nhỉ? Đúng đấy. Toàn độ là đồng hồ này, tivi nhiều lắm á. Bắt đầu ấy. Đúng thì mình đi tiếp, còn đấy thì mình lại quay lại. Em xong. Mẹ mày thề. Đéo mày nhanh lắm. Nói cho mình đi cơ đó. Anh điểm bên em đi, nó dễ lắm, em có thiệt. Đéo hôn. Em xong. Sai chỗ này này. 3, 2 nè, nó chỉ hai đổi cái ghế với cái chanh thôi. Hình như của em sai anh ạ. Lại hình như. Lại hình như rồi. Thế lúc nãy làm gì có cái vỉ thuốc này ở dưới đâu. Rất đau đầu. Vỉ thuốc nào ạ? Trong cái hộp ý, bình thường là em nhớ là chỉ có một vỉ thuốc lòi ra thôi, bây giờ có hai vỉ thuốc chồng lên nhau. Anh nhìn kỹ em đúng không? Đúng. Đấy, sai rồi. Đi em. Ờ, tên đồng đội lên đây. Lại, bây giờ chụp hình với thuốc lại bây giờ. Để tao chịu không, mày luôn đi. Không cần chú ý. Em nhớ mày, tầng không nữa. Xuống tầng không rồi mẹ mày thấy đúng hai cái vỉ thuốc vẫn chồng lên nhau mà xem này. Đó. Đâu từ từ tao ra tao xem lại vỉ thuốc không nào. Tin em. Vẫn thế đúng mà mày. Ủa? Tao vẫn hai vỉ như thế. Ủa thế nãy sai ở đâu? Thế là có đứa sai mà không biết. Có người sai mà không biết kìa thì. Thế là có ăn đấy rồi. Chỗ tao tao check kỹ hết rồi, không có. Bài học lòng tin rồi. Sao không nhờ? Tao ok nhá. Em cũng ok. Em ok. Tay thay đổi cái chanh đi cái ghế rồi, 3 năm. Coffee, phi in tao. Water. Cappuccino. Em ok nhá. Em ok luôn nha. Em ok luôn. Người có check lịch xem đúng không đấy? Chắc đúng. Luôn luôn là thứ hai ở trên nè. Xong rồi cứ dò xuống là chồng. Đi tiếp thôi. Tháng đồng hồ em mấy giờ không đấy mọi người? 6 rưỡi. Ủa sao lần này là đi bên đây? Đúng rồi đi bên này. Từ. Lúc này chỗ này có cái đèn gì đấy? Nó hơi vàng cơ. Sao đây đéo vàng tí nào nhỉ? Đâu? Có. Ơi anh suy nghĩ nhiều rồi đó. Đi. Không thật. Lúc này cái đồng hồ này nó phải hơi vàng ra cơ. Không. Còn có thấy vàng đâu thầy. Qua đây đứng đi chắc.
xuống tầng không. Ê, 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 đúng, ngon đúng, quá đúng nha, đúng nha. Ê, cửa có số, cửa có số. Sai. Quay lại luôn, quay lại luôn. Ôi, đúng đi bên này hay? Đi đúng. Đi bên nào cũng được. Sai rồi, quay lại. Sai rồi, quay lại. Đúng rồi, quay lại. Đối diện. Yeah, yeah. Đúng không đấy? Đúng. Đúng rồi, nó giống cái kia mà. Tiếp chuẩn, tiếp chuẩn. Ờ, đúng rồi. Oh. Có gì kỳ kỳ không? Có gì kỳ kỳ không? Phi ra nhanh thế nhỉ? Đây này. Tùng béo mày thấy chưa, nó vàng vàng đây này. Đây này nó màu vàng này. Ảo thật đấy. Ông anh ạ, lối quay lại lúc nào cũng vàng hết, là lối đi thì không, không vàng. Không phải, tao quản lý chỗ này mà, tao bảo. Cái đèn này tự nhiên nó màu vàng đây này, tự nhiên cái đèn thang máy màu vàng này. Đúng mà. Cũng đúng, cũng đúng. À, nó đánh dấu là cái thang máy nào là thang máy mình bắt đầu á nè. Đúng rồi anh ơi. Ừ. Tức là nếu mà đúng là mình sẽ qua thanh giá màu đen, còn sai là mình thanh giá màu vàng. Dạ, yeah, chỉ là đánh, đánh dấu là móc thôi. Đúng, đúng, đúng. Anh Độ ơi. Ơi, hai thanh máy. Chỗ này của em nhớ là sai 3 cái S rồi. Đấy, sao vậy? Chắc chứ. Anh có bao giờ thấy cái khẩu hiệu nào tên là AS bao giờ không? Nó đít à? 3 cái S mà. Đau đầu đấy. Thử nha, bê tao là xong đấy, bê tao ok rồi đấy. Em ok, em ok. Cần gì có chuyện này, có khẩu hiệu nào tên là AS? Đâu? Bên này ASS này, em nhớ là SSS cơ. Trời ơi, mày phải check kỹ cái này chứ, cái này của mày mà. Đấy thì anh cái khẩu hiệu này ghép lại là kiểu thôi cho ông quyết định đó. ASS bình thường là ký tự SSS. Không không không, tao nghĩ nó đéo đến mức đấy đâu. Không. Ủa nãy em đéo có cây này. Rồi tới rồi. Có cây này, có cây này của em. Sao ông quyết định đi. Nhằm mày bị dở. Không có. Nó không đổi đến cái mức mẹ mày đổi cái nhãn thì mày bị dở hơi à. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ thế đấy, tin anh nhá, thế là đúng đúng không? Đúng rồi, đi đây. Đúng rồi, đi đây. Ờ đây tin anh à. Mày quản lý, mày lại hỏi tin anh. Em bắt đầu mày. Nhiều khi bây giờ ra, bây giờ sai bác biết ngay. Ấy. Ông nghĩ nhiều quá. Áp cái biểu. Không, suy nghĩ tích cực lên. Tiêu cực quá là vậy đó. Chết rồi, chết rồi. Em xong. Xong thì em nhanh thế. Ôi, có mấy chỗ à. Comfort đúng rồi này. 3 năm. 3 năm. Em đúng này. Water. Anh đúng này. À, ta đúng này. Tao xong rồi. Em đúng, em đúng, em đúng, em đúng. Em đúng, em cũng đúng. Em cũng đúng rồi này. 3-2, 3-2, ok. Đúng đi luôn. Nhìn lấy lần cuối cho kỹ đi. Mày ăn tin chuẩn chưa đấy? Đúng, đúng, đúng. Ok, em đúng, em đúng, em đúng, đi bên này. Đúng là qua bên này. Em bấm cho hên, em bấm cho hên, để em. Ê, từ từ, cái viền đồng hồ lúc nãy nó màu xám mà sao giờ nó thành màu xanh dương rồi mày? Ủa? Rồi mày anh ơi. Đúng rồi. Ê, từ từ cũng đúng á, em cũng cảm giác. Ờ. Ơi khác khác thật. Đúng 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 đúng. Không không không, nó vẫn thế. Không không không, đi đi đi, để em bấm nha. Vô đi, vô đi. Mà. Khó chịu thế nhỉ. Đấy, lần đầu tiên lên tầng 6. Hoặc là tầng 0. Ôi. Đấy, trời ơi. Nhìn lại đồng hồ ấy. 6:30 đúng rồi. 3 năm. Ê ê, cái shit của em có con người chạy chạy anh ơi, sai. Sai à? Cái chữ shit của em có con người chạy chạy chạy. Đấy, lần đầu tiên ta thấy mày có tác dụng ấy bố. Tầng không rồi, tầng không rồi. Đúng rồi, có ai vẽ bậy ấy. Ê đúng không đây, chữ shit có con người chạy là đúng mà. Con người chạy. À sai, cái người chạy luôn á nè. Người chạy luôn ấy, kiểu chạy mà hình thành hình luôn ấy. Real 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 real. Tin chuẩn, tin chuẩn. Tin chuẩn, tin chuẩn. Ôi, 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 cái này lạ này. Cái này lạ này. Lạ. Từ từ, vào này có được ấy, độ Missy Senpai, lúc này đéo có đấy, ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, chân chân lên có hẳn không mà. Ôi, trời ơi, mày xin mẹ mày, nói sớm lên tí được không? Lên. Bấm chữ ai chưa bấm vậy?
Cái trời ơi. Má mút luôn. Sợ đó chịu được. Let's go. Phát đúng luôn, check. Để cho em chưa thấy cái gì sai cả, do giờ. Đúng rồi. Em chưa hiểu hết sai luôn. Em xong, Don. Don rồi. Ui kê ở ba. Em có mấy chỗ à? Ba này. Ba hai đúng rồi. Đúng ba hai. Cái bên này là của thằng nào đấy? Bên hộp cứu thương của thằng nào đấy? Của em, của em. Đúng rồi, có cái ổ có lỗ khóa này không? Bị ăn dở quá. Đây này, cái lỗ khóa thật. Không có lỗ khóa sao mở anh? Có mà. Có. Anh lên cái lê nha. Không mà nãy giờ sai nhiều, em nghĩ là thằng này đúng ấy. Đúng ấy, đúng ấy. Đúng đúng đúng. Nãy giờ sai nhiều quá rồi. Chơi game tỷ lệ đi. Mình phải chắc khớp chứ không có nghĩ được. Đúng rồi. Đã đạp. Đấy. Ý thằng người kia kiểu gì cũng đuổi. Đuổi mình. Mà nó thay đổi rồi, phải chạy ngược về. Ôi, nước, nước phụt ra, nước phụt ra, sai 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 sai. Ôi, ôi, nước, sai, nước, sai, nước, sai, nước, sai, nước, sai, nước, sai. Nước. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy à, khu vực của tao, tao chắc vậy đái luôn, nhìn phát tao biết ngay. Đúng rồi, thằng 666 tầng thì phải lên lên ơi. Ngồi đi. Vậy không? Chơi đến con, lúc con em đi học. Ui, 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 đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Vãi cà lồn, nhìn cái đèn này ngứa trong người vậy. Như min ấy, như sợ, min. Sợ lỗ, sợ lỗ, sợ lỗ. Sợ lỗ. Không có vẻ an toàn. Cô anh. 3, 2. Em xong. Đòn. Em đòn. Chỗ em có mấy, chỗ em có mấy cái sai, à. Sai, 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 sai. Thằng này sai, cười quá. Đây, chào. Thằng này cười như hút cần đấy. Ừ, sai 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 sai. Mày ai? Trông nó kinh vãi cứt. Nó cười giống như kiểu là chất chất and cái gì nhỉ? Phim chất, gì nhỉ? Chất on, chất on. Chất. Ừ ừ ừ. Oh yeah. Ôi cửa mở sai 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 cửa mở kìa. Mở cửa mở kìa. Mở cửa mở cửa mở. Dễ thế. Nhan. Ủa bao nhiêu tầng vậy? 666 tầng. Ui ui mất điện, mất điện. Bấm luôn, bấm luôn, bấm luôn, bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi. Ui ui ui, mẹ mày. Đừng ra vội được không? Mình ngó qua một phòng nữa, mình sẽ đi được không? Thợ vãi cả bèo. Ui ui, đi luôn, 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 đi luôn. Má dễ vậy. Đấy đúng là 666 tầng thật. Ê, ba cái đồng hồ, đi luôn, đi luôn, đi luôn, ba đồng hồ. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi. Nếu nó có nhiều chapter thì sao ấy? Ba chân theo đúng chắc rồi. Ơ, cái gì đấy? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thắng rồi à? Đấy rồi. Ui, cái gì đấy? Phòng tiếp theo, phòng tiếp theo. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ai bay đấy? Cái gì đấy? Ôi, sao tao chết mẹ rồi? Thầy cũng chết rồi. Di chuyển anh ơi. Tao chết rồi. Đứng yên. Ok, em chết rồi. Phòng mới thì sao ấy? Từ 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 nhá. Không được di chuyển. Nó giống như là đèn đỏ đèn xanh, đèn đỏ đèn xanh sao ấy? Đúng rồi, giống cho trong cái gì nhỉ? Nhưng mà Squid Game rồi. Squid Game. Ơi, từ từ nhá, từ từ nhá. Hay là có điện mình phải chạy đi nhỉ? Chạy đi mà, chạy 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 đi, chạy đi, chạy chạy đi. Chạy đi đâu anh? Chạy đi. Mất điện rất là chạy, mất điện rất là chạy. Nhớ đường đi, nhớ đường đi, mất điện vẫn là chạy. Không nhớ phải, không phải, phải nhìn nó nè, phải có người nhìn nó, mất điện là nó nhích đường miếng. Đúng rồi, phải nhìn nó, phải nhìn nó. Em nhìn nó nè, ai chỉ đường. Nhìn đi, nhìn đi. Chỉ đéo đi, tao chạy đến cửa rồi. Lùi đi anh, lùi đi. Lùi đi. Đây tao nhìn nó cho, tao nhìn nó cho, mày đi đi, tao nhìn nó cho, tao nhìn nó cho, đi đi. Nhìn đi. Bên trái mà. Ơ nhìn nó kìa. Đi 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 đi, xa lắm, đi 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 đi. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn chim, nhìn chim, nhìn đây đúng rồi. Ủa ơi. Nhanh lắm nha. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh lên bảy ơi. Đổi ơi, nhìn chim mà đổi. Đây, đây, đang nhìn đây, chạy đi. Ôi, đừng đấy. À, đừng đấy. Đéo phải nhìn đâu, nó vẫn đi mà.
Cứ mất điện là đi đấy, đi đi vào đi, vào đi. Vào thang máy đi, đủ má chúng mày. Không phải, nếu mà mình không nhìn thì lúc mà sáng điện là nó chạy anh ạ. Bấm thang. Mày đấm em đấy. Bấm thang. Có thắng rồi à? Ờ phát áo. Ui từ từ, tầng 100. Nào nào. Nói 666. Đúng rồi, 666 là đúng rồi đấy. Đây, check kỹ nhá. Cửa đâu? Cửa mở trước mặt kia. Mở trước mặt luôn đi. À đúng đúng, đi luôn. Ông bị giữ 666 rồi. Tầng 600 thật à? Thật chứ chưa đùa đấy. Không, thỉnh thoảng là nó sẽ có một cái mini game để mình nhảy tầng. Ủa? Vẫn tầng 100. Hay tầng mới mình phải nhớ lại hả anh? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ôi, nhớ lại rồi. Phải lại. Thử nha, mất thằng người này. Thằng nào vẫn quản lý tầng đấy nhá. Ôi, hình như là phải vô phòng luôn anh ơi. Ui, phải vào phòng đấy luôn, tao phải nhớ thêm à? Sao mở đúng chỗ tao vậy? Ui, thế là từ từ nhá, mấy cái cửa lẻ lấy nữa là đều phải mở hết. Từ từ, tao bảo một mình tao không thể nhớ được hết cái phòng trong này. Phòng mày cùng nhớ đi. Ờ, phòng mày nhớ chung nhá. Nhớ khu vực ngoài trong phòng mày nhớ chung nhá. Lấy lọ thuốc ạ. Cô nhiều lắm, trong đây còn đúng lọ nữa này. Không phải cà lòng mê. Mở nha. Nhìn cái số trên đây nữa nha anh nhá. Ủa, thế là sau một cái mini game kia là sẽ đến phase 2 à? Em quản lý thuốc nha mọi người. Từ từ, bây giờ chia phòng này ra làm 4 phần đi. Thế này nhá. Thằng đang ở đứng cái bình nước này là thằng nào, thằng nhìn tranh là thằng nào đây? Em. Rồi, mày là tính từ cái nút cứu hỏa là ngay cửa vào đến cái giường màu tím, ok chưa? Ok. Rồi ok. Còn thằng ta đang đứng trước đây, thằng này là thằng nào đây? Em. Mày à? Mày là tính từ cái bàn có cái lọ thuốc đến cái rèm này, ok chưa? Cái bàn có lọ thuốc với lại cái này bên cái đây. Cái bàn trắng này, bàn thằng có lọ thuốc vitamin này đấy chưa? Đến cái rèm đây. Đến cái rèm. Ok. 7 đây. Em là từ thằng đang ngồi này đến hết cái dãy bên phải này, ok chưa? Ok. Ờ đấy, rồi anh bộ sofa với cái tivi. Ủa? Đây đi bẹ khó lắm em ạ. Lại mấy mình thuốc này có cần phải nhớ không nhỉ? Rồi, anh thì từ cái bình thuốc này đi cho, anh từ cái bình thuốc đi cho. Mày đến cái giường tím rồi. Em xong. Đi. Lên đây. Bố chụp ảnh sao xong nhanh vậy? Chụp ảnh nào? Trời ơi, tao nhớ các bạn ơi. Thuốc này, máu này. Giường màu tím, một giường xanh này. Hai cái lọ này nấy. Trời ơi. Rồi. Hai lọ ba máu nè. 9 lọ thuốc. Một lọ đen, một lọ đỏ, một lọ trắng là 10 12 lọ. Hai cái tủ. Anh ơi em bị crash rồi. Vô lại được á? Chắc vào lại được đấy. Anh ơi, ao sao thấy game đang update anh ạ, chắc có lỗi gì sao ấy. Thuộc đúng má, cái tủ tao chính ra khó nhớ vãi cứt ấy. Ủa? Ở dưới là y tế, aspirin, 2 lọ cam, 1 vỉ thuốc, 1 lọ đen, 1 lọ mực. Bạn này là bô hay là hôm nay ngồi đây. Không, thằng ngồi là thằng NPC đúng mà. em đang ngồi đấy. Rồi, tao xong. Rồi, tao nhớ hết rồi đấy, Rồi, không join được game hay sao ấy. Sao không join được? Khác version hay sao anh ơi? Nó bảo gì? Update rồi. Warning, zip version may cover game to crash. Trời ơi, bây giờ mà out ra. À, continue được mà. Được chúng mày. Thoát update cái đó. Lưu gian. Lưu. Ok đây. Uầy, thế là chơi được 1/6 rồi đấy. Em nghĩ có achievement này anh ơi, đúng rồi, 666 tầng. Phải lâu. Nhìn là achievement là 666 tầng này. À, mỗi lần nó nhảy được cho mình 100 tầng mà. Alo, nhanh lắm. Mình tầm 10-20 tầng là nó nhảy tầng à. Cần nhớ chính xác mấy cái máy móc này chúng ta. Xong chưa? Tao nhớ hết rồi đấy. Rồi. Em xong. Em ok rồi. Tao ok đi. Đây, xin ra. Đây. Ủa, cửa này má. Ủa sao hai cửa nó sáng đèn hết vậy? Mẹ, hai cửa sáng đèn vậy? Bên này. Mình xuất phát từ bên kia. Đâu, hồi nãy là cái cửa này mình mở ra mình thấy hai cái cửa mà. Hồi nãy là mình lên từ cái cửa này nè. Không sao, cửa đầu mà, đây cửa 100 mà. Cửa đầu mà, bấm sai nó chơi vậy lại mà. Cửa game mà, ông không nhớ. Xuống tầng 0 luôn. Chúc mừng bạn. 0-4. Đi ra đây.
Đấy. Nào check ngoài trước xong rồi mới check trong. Em xong ở ngoài. Tao xong ở ngoài. Tủ mở thuốc mở kìa thầy ơi, tủ thuốc mở kìa. Đúng, nãy mở mà. Mở mà. Trong đây phải kỹ nha mấy đi. Hai cái máy này đều bật này. Hai giường, một giường một ghế. Bình đi, máu. Đúng rồi đó. Chính lọ thuốc, ba lọ lẻ. 100. Ghế sofa. 35 100. Ờ chỗ tao xong hết nhá, tao xong nhá. 372. Em ok. Em xong rồi. Từ em xong. Soi ảnh à, lâu thế. Đâu, đang nhớ trời ơi. Soi ảnh thì lại nhanh quá đó chứ. Là đúng đúng không? Đúng là đi cửa này đúng không? Đúng. Bang. Yes sir. Rồi em check trong đây trước luôn nhá, đang tiện đường. Thôi check ngoài trước chứ. Ô cái lịch sai này. Từ lịch sai á. Lịch sai lên cửa, lịch sai. Ê em check ngoài trước, đủ má mày đéo để ý luôn. Sao nghe tiếng tưng vậy? Thực ra nó chỉ bê đồ vật ở ngoài này vào trong kia thôi mọi người ạ. Lực nhắn ok nè. Em ok ngoài. Rồi ok mẹ với phòng. Anh Lưng ok nhá, anh xong nhá. Này em ok trong luôn. Sao mọi người đấy có cái NPC nó cứ nhìn mình chầm chầm không? Hồi nãy đâu có nhìn mình chầm chầm đâu. Đúng rồi. Hồi nãy nó đâu có nhìn mình đâu anh. Giờ đi nhìn mình đi. Đi đâu? Ờ đúng. Sai. Soi mình đây. Sai đi bên nào? Bên đây. Sao đi bên này mà? Bên đây. Quên à, đi từ cửa này mà. Có đèn đánh dấu mà. Từ cửa này mà. Đi từ cửa này mà. Ôi giời ơi, các anh ơi, em thôi, lên từ cửa này ra mà đi. Mày bị rồi à, đèn đây này, thấy đèn không? Mày điệp viên rồi, mày điệp viên tắt. Nhớ thì sai cửa sáng, đen mới là cửa đúng. Thằng này mới là thằng đúng. Sai này. Thay thằng này ra chỗ giường bệnh ngồi đi, cho thằng kia vào đây đi. Thằng nhìn chằm chằm mới là thằng bụng mai đấy. Thằng này thằng phách. Ê, mọi người không tin em. Tin làm sao được. Vàng. Bạn nghĩ đơn giản thôi. Ủa, đẩy trường. Từ. Non. Sao không ai? Cần có. Hình như ở ngoài không sai nữa hay sao ấy? Có sai chứ, nãy gửi lịch vừa sai xong kìa. Ê, sao có lọ thuốc này lùn hơn mấy lọ thuốc còn lại nhỉ? Nữa rồi đó. Cái phòng em có cái xe lăn sai đâu. Cái chỗ em có xe lăn hồi nãy không có. Chắc không đây. Đúng đưa. Trời ơi. Ui, mẹ nó đúng đưa nữa kìa, sợ có. Đi. Tên em. Đi luôn. Đong. Em mới ngã xa lít. Hả? Ủa, có bấm chưa vậy? Ở đây. Lắc đập đây. Ừ. Tôi lắc quá. Update xong cái tự nhiên thấy nó đéo mượt như không đấy đâu nhá. Tụt FPS vậy. Hay là mình đi nhiều tầng nó vậy ta. Em ở ngoài xong. Đây xong. Tao ở ngoài xong nhá. Ui. Ui cái ghế này hơi sai sai à. Mình. Không ghế này có. Lô khu quen đi. Lô khu người khác. Ê đi. Cái tủ thuốc này của tao cao hơn bình thường. Hả? Không chắc chắn, ông chắc chắn đúng mày. Cao hơn bình thường, cao bình thường. Đi. Chắc ra anh ơi. Chắc. Tại lúc ấy tao còn đọc một tên thuốc mà. 5000 bạc luôn, xuống tầng luôn. Tao bảo tao tưởng là tao bị lừa đi.
Oticon. Thực ra nó cho mấy lọ thuốc này để mình đếm mất thời gian thôi, chứ nó chả sai gì cả. Ăn luôn. Ngoài xong. Ở lúc đó sai chứ, ê TV kìa thầy ơi. TV bật, ui, có ma, chạy đi chú mày ơi. Đấy. TV bật. Nào? Ông là còn chạy vào xem nữa vậy. Quái cả lồn, TV chiếu hình ông nào ấy. Tránh ngoài to. Ê, sai sao nhỉ? Có sương mù nhỉ? Ngủ đâu? Mở cửa ra em thấy sương mù bay qua. Bạn này điệp viên cài vào rồi thề. Không đếm nữa đâu, chắc chắn là đúng rồi. Em ngoài xong. Ôi, quỷ dữ 666. Ui, chạy đi. Sao vậy? Thuốc, chặn đường ấy. Thuốc của tao có số 6, nó viết linh tinh. Cái bình nước của em cũng sẽ quỷ giữ 666 ấy. Cái tầng này tầng đúng rồi, sai nhiều quá rồi. Ôi, trên giường có người bệnh. Sai. Trên giường có gì cơ? Trên giường em có người bệnh, hồi nãy không có. Người chết luôn. Người ta mới nhập viện rồi sao? Nhập viện đéo gì dùng thằng này, chung cả mắt. Chết rồi à? Sao chú ấy biết chết rồi? Thì chung cả mặt mà anh. Đắp chiếu luôn rồi. Thằng anh ruột tao ngủ lúc nào chú biết chăn gì đấy đấy. Trời ơi. Ôi trời, thói quen đấy. Em Don. Có thịt mẹ sao cái giường này nó sệ xuống nhỉ? Không ngoài xong nhá. Tùng béo vừa nằm đấy anh ơi. Hả? À, tôi đang ngồi ở ghế mà. Ui dồi ôi. Mẹ à. Ui. Ma. Chạy. Có ma. Ma gaming. Ma chặt. Nhiều tranh nhỉ. Ui 10 tầng sai rồi đấy. Ừ. Nó phải 16 tầng như lúc nãy thì nó mới nhảy tầng một lần nữa. Ngày đúng rồi. Don ở ngoài. Ê, sao có ai đứng ở bao đây thủ lùi vậy? Ê, có người dưới đường em ơi. Chạy đi, tắt đường. The fuck? Không ai thử chạm vào nó xem như nào. Không chạm được. Toàn sai không? Hung thủ trong Conan đấy. Hung thủ. Kể ngoài này toàn đúng thôi, chỗ em đúng là cũng đúng hết đấy. Chả thấy sai. Rồi focus ở phòng xong cái thảo. Em đúng nha. Từ, hình như em có gì đó không đúng lắm. Lại kiểm tra điện thoại đấy. Check rồi. Ổ va đây vào cuộc. Này, bình thuốc này thiếu một lọ thuốc hay sao ấy, lúc nãy là 4 lọ. Tao không lấy. Bên thằng Bô ấy. Từ, được chỗ tôi check. Đúng rồi, thuốc đủ, em xong nhá, em ok. Nghĩa là đúng rồi đấy, nãy giờ sai nhiều em ok, lắm em rồi. Ok, em ok nhá. Từ. Ê! Hả? Quay lại đây. Gì? Tay thằng này đéo có ngón. Hả? Không có anh ơi, nó vậy đó anh ơi, nãy giờ vậy. Chúng mày nhìn tay chúng mày đi ở kia. Ừ. Đúng không? Tin. Đúng mày... rồi, không lẽ. Chỗ của mày đấy. Nãy giờ em không để tay luôn á, nhưng mà hình như nó bình thường nó vậy mà. Không, chắc chắn là tay mình bình thường, sao tay nó có vấn đề. Đúng rồi. Nó là cứng của ta. Nó là cùng một object với nhau mà thì tay nó phải giống mình chứ. Đúng rồi. Ra đi người ơi. Tin anh ấy. Anh suy nghĩ về nhà làm game người ta phải làm chung chứ, ai đâu khùng có hai cái đúng không? Đúng. Em nghĩ là bình. Ghê vậy.
Là nhà từ từ chốt lại xem nào. Bảy, nghĩ là đi, em nhớ nghĩ đi. Là bình thường ấy. Và nhá, theo tỷ lệ nhá, nãy giờ mình sai nhiều lắm. Em nghĩ chắc chắn là đúng ấy. Rồi, giờ đánh tỷ lệ. Không, đó. Đừng đánh tỷ lệ. Đi, đánh chốt kỹ lại xem nào. Mà, ủa, chốt của anh mà sao hỏi em? Không phải của theo tao, chốt của bảy mà. Thì em nhìn, nó cũng không có gì bất thường lắm. Cái tay nó, nhiều khi nó là như vậy à. Thôi đi đi cho nghe anh đi. Ừ, em nghĩ là cái tay nó vốn là như vậy á. Tao nói của anh Bảy mà. Ủa? Thì cho đó của anh Bảy, anh Bảy quyết định lên. Là tại nó không động đậy á, nên là... Thôi anh đâu không tin chứ, đi thang kia đi, anh em đi thang này. Rồi, chúc mừng bạn về thang 100. 100. Không, cái mức làm tay sai đâu. 100. Trời ơi, tí nữa là bố rồi, chiều chi. Không tới mức gì đâu. Nhưng mà tí nữa là bố rồi. Cái tay là vấn đề mà. Không, lúc đầu không thấy thì sao. Không thấy khác biệt nhiều lắm. Đúng là thế rồi. Ok nè, chỗ em ok rồi nè. Chỗ em ok. Anh ok. Em ok luôn. Ơi, có 3 chữ run. Hả? Trên cửa. Ờ à, đúng. Run. Đúng là run đấy. Đúng là run rồi đấy. Ui, cố lên. Chuẩn bị đến mini game thứ hai đấy. Trên phải. Ê, cái đồng hồ sai. Nhìn thấy anh cái đồng hồ phải không? Bị sai đúng không? Đúng rồi, nó bị... Không, cái đồng hồ nó vậy, nhìn xa quá nó bị... Đúng rồi, sao nó bị lật ra ngoài đúng không? Ừ. Em cũng bị mấy lần. Ghim lò. Đứng xa nhìn nó đổ bóng sai. Tôi sợ xong súng có 3 mét pét ạ. Em xong. Ừ. Pick xong lỏ luôn. Của em ok rồi này. Đau mắt em, em ok chứ. Ủa cái tủ này nó có 3 ngăn kéo mà sao giờ còn 2 nhỉ? Đổ hả? Đúng nhỉ? Tủ nào cũng thầy mà. Tủ lúc nào cũng 2 người. Có mày anh ơi, mình xuống tầng là chết đấy. Tủ lúc nào cũng hai. Tất cả tủ đều hai, anh chạy ra ngoài kia check mấy cái tủ giống nhau toàn hai hết. Ờ, cái tủ này cũng hai nè. Dạ. Thế là đúng không? Đúng. Đúng hết đây. Nghi ngờ nhân sinh thật. Đúng hết đúng không? đúng. Ôi, chủ kỳ sang đứa biết sai đâu. Sai không phải truy được ai sai. Mày kiểm tra kỹ phòng ngoài cho đấy. Rồi, chắc chắn 100% sữa tươi. Đấy. Đi đam mê quá. Cái gì quẹt quẹt đấy? Cái gì khó khẽ đấy? Gì? Ồ. Từ cái gì kêu quẹt quẹt đấy? Có. Có nghe gì đâu anh? Em cũng nghe gì khó khẽ ấy. Mày vào trong phòng mày kiểm tra nào. Trong phòng này mà. Ừ. Tự nhiên nghe tiếng đèn vậy. Không, có tiếng thì còn kẹt đấy. Đấy, mày check nó quẹt à. Ngoài đúng hết rồi. Tao thứ ý, mọi người sợ à? Này, hồi nãy có gì đen đen ở đây không? Ơ đúng rồi, ở dưới, nhìn nè, đứng ở dưới có cái gì đen đen. Ở dưới sàn. Ui, có cái xác, đó đậy. Ui, Như nào? Có xác ở dưới ghế sofa. Ôi. Ôi, cái này tôi sai rồi, cái này là cái sofa, không phải cái giường nữa. Nó vẫn là cái sofa đây. Đúng mà, mày để chỗ của tao. Ủa? À, chỗ anh à. Ai, cái biểu. Ông chụp ảnh cái là lộ ngay. Đòn đâu ngoài. Thế 30fps đau mắt quá các anh ơi. Em cũng ok này. Em ok nhá. Em ok luôn rồi này. Anh ok nhá. Em ok, đi lên đây.
Ê, trong này chỉ có hai cái chuông báo cháy thôi à? Thầy ơi. Đi vào đây này. Thế là đúng luôn, chú phải kiểm tra kỹ rồi đấy. Đi vào phòng cuối rồi đấy. Đúng. Cái đúng. Cái grill. Anh chắc rồi chứ. Ngoài này 5 ghế à? Ừ, 5 ghế. Yeah. Có muộn anh cứ hỏi làm gì. Sắp qua được. Mẹ giờ xuống 100 thì thôi đi ngủ. Mini game tinh tinh. Cửa cuối nha, cửa cuối nha, check kỹ rồi nha. Ôi, ôi cửa mở, cửa mở, có ma, 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 có ma. Đấy chơi chứ được. Vãi đù. Lại chơi với nó đi. Ui, cái gì đây. Lên, ui lên tầng, lên tầng. Mini game. Gì đấy, cái gì đấy. Mê cung rồi, mê cung rồi. Cái mê cung gì ấy. Cái gì vậy? Nhà xác. Trời ơi, anh ơi. Vào nhà xác luôn. Mày chạy hả, mày chạy hả, mày chạy hả. Mày chạy theo em đi. Đường biết đường không mà cháy. Như nào? Đây, ôi, đây là phòng này đường cua rồi. Bây giờ rẽ phải, bây giờ phải rẽ phải. Ui. Phải rẽ phải. Ui cái lồng mê. Ui cái gì đấy? Vào đây, vào đây, vào hang máy, vào hang máy, vào hang máy. Tin em là đúng, tin em là đúng. Còn còn một người nữa. Ui giời. Bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm rồi, bấm rồi. Chết lại bỏ luôn. Có 200 rồi, 200 rồi, 200 rồi. Chẳng mới mình phải nhớ lại bình thường á. Ô, bây giờ cửa bên phải mở đây. Ờ, bây giờ cửa phải mở nhá. Từ từ cứ check lại bên trái đi xem nó thay đổi gì không đã. Đây đây là bản gốc ấy, đây bản gốc ấy. Lưu lại từ đầu đi. Rồi. Ngoài chắc vẫn như thế. Như nào? Ngoài vẫn như thế này. Ừ. Bây giờ chia nhau như nào anh? Rồi, từ từ check hết bên ngoài đã. Rồi. Bên trong cái gì? Chia phòng người ta làm 4 góc thôi, mỗi thằng 1 góc thôi. Đây tao góc cái cây. Em góc bên trái nhá. Ô cái bạc cười này. Em góc nào? Mày góc ở giữa, không? Mày ở giữa đi. Ở giữa đây. Em góc có mấy cái hình 2, 4, 6, 2, 4, 5. Em góc nào ta? Mày ở giữa, mày ở giữa đây, mấy cái bàn ở giữa, mấy cái bàn ở giữa. Mấy cái đồ giữa này anh. Ờ. 1, 2, 4, 5. Thầy ơi, ốc vít nhiều như vậy. Đếm đi. Cái kéo, cái nhíp, cái kìm. Không, nó không thay đổi mấy cái chi tiết nhỏ cơ. Nó toàn thế. Rồi, ok là, non. Này chú mày à. Vậy đó. 4 cái ổ điện. Đấm này. Còn gì nữa. 4 cái ổ điện, 2 con tắc này. Ủi, hô hấp nhân tạo quá. Em xong. Đi lên đi đây. Tao chỉ lo chỗ tao đi đấy nhá mẹ. Em là chú nguyên cái cầm ở giữa là của em nhá. Chỗ giữa giữa là của em hết á. Ông có chụp ảnh thì ông cho ông cái đấy đúng rồi. Có mấy cái hình MRE khó nhìn quá. Một cái bị đốt sống cổ em nhìn rồi anh ấy. Cái bên cạnh ở đâu á. Đi luôn này. Mà này. Thôi, đẽ vào luôn. Ủa cái bánh nãy nó có cua nhỉ không nhỉ? Ngoài ok. Ủa cái thùng rác. Thùng rác nữa có. Em đúng nha. Một cái đầu câu hỏi nhỉ? Câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Dao búa kéo đủ nè. Tao ok. Em, okay. Em ở giữa ok. Em cũng ok. Em ok. Ủa thế cái tường bên khai xác này là thằng nào quản lý đấy? Em xong rồi. Em ở giữa. Ủa? Nha. Hồi nãy khai xác có hai khe mở sao giờ ba khe ta? Bên anh á? Không. Anh nhớ tổng ấy là hai khe sao giờ có ba khe nhỉ? Đúng rồi, 1 2 4 5 bên em đếm đúng rồi. Là ba cái bên... trên một cái hé ở dưới đúng không? Bên đây một không. Một cái là đúng rồi. Đủ đấy, cái bên em là đúng nha. Còn bên này ai? Anh nhớ của anh thôi anh Bảy ơi. Thì bên anh chỉ có bên này thôi, không có nhớ khe sát. Ủa này có ai nhớ khe sát bên này không? Có, em không xong rồi. Đúng rồi, khe sát bên này thế đúng. Thế thì ông Bung Mai nhớ hết cả tường khe sát này đi. Vâng, đâu để em nhớ. Thông bố đúng chưa đây? Em đúng, 100% sửa tôi. Ê, chết mẹ ơi, nãy giờ không có nhìn cái dây này anh ơi. Lấy chụp thiếu luôn.
Cái dây này mà em nghĩ cái dây này chắc ok đó, không sao đâu. Em nhớ rồi. Về 200 để nhớ lại cho kỹ. Ôi trời, 200. À lấy 2 chứ. Yes, brother. On đâu ngoài. Ôi đi luôn, đi mẹ mày, thằng kia mắt nó trắng dã kìa. Thằng kia nó trắng, nó tùi. Chạy đôi. Ok. Lâu vậy? Vậy đúng. Ủa? Lại crash rồi. Ê! Thằng ấy lúc ấy nó ngồi lệch sang bên phải của cái máng, sao giờ nó ngồi giữa nhỉ? Đúng nhỉ? Chỗ này của anh nhá, em không biết đấy. Anh ơi, em lại crash game, what the fuck game crash, why? Không phải đâu đúng không? Thì vào game này máy cứ rú như gì. Thôi em ok. Trời ơi, cô ok. Thôi em ok nhá. Đi thôi. Ủa bố này có cái ghế sắt này không bố? Đó anh ơi. Anh Bảy ơi, nãy cái cửa này có mở em không? Tới 5 con mắt là anh không có sai được. Anh yên tâm. Khoan khoan, cửa sắt này á, không. Cửa 1 cơ. Cửa 1 không có mở. Sai đó, sai. Cửa kia nó hé kìa, Ờ, nó mở hé kìa. Chắc không đấy? Chắc. Nãy em nhớ là cô không mở, em mới hỏi là anh Bảy cho chắc ấy. Ủa sao lại đi bên đấy? Đi bên kia mà. Bên đây. Sao cứ sáng đi. Ủa hai cửa đều sáng hết rồi anh? Một cửa sáng đâu. Bạn bị lag đấy. Đâu có đèn đâu. À em vừa vào lại nó bị sáng đèn bên kia. Chắc không ở đấy rồi. Chắc hai người còn phơm. Bốn mắt vẫn thua năm mắt nha. Ôi giời ơi. Em nhìn cửa nhờ. Tôi bảo được mà. Chắc là chắc kêu không mà. Thế là cái chỗ đó luôn. Lờ mau thực sự. Có mở mà. Trời anh Bảy ơi. Trời ơi. Hỏi kỹ. Thôi đi tiếp. Đi luôn. Ở này cũng không đấy nữa. Không thấy nhưng mà còn phơm mà ảo thật đấy. Sao anh còn phơm? Bởi vì em chưa nhìn kỹ. Anh cũng nghĩ là nó sẽ đóng. Xong rồi cái góc nhìn nó bị ấy. Này hôm nay mình chơi đến cửa 300 thôi, xong mai mình chia tiếp nhá. Yeah. Okay. Phải chia 2 phần đấy. Ôi đi luôn. Có chữ trên bảng. Đi. Chữ gì? Chữ em mới ghi á. Mày quá không sao. Chữ gì mày ghi chữ gì? Run. Run con cặc 666. Run. À, mấy tầng đầu. Làm lại kịp. Ủa, càng lắc này sao á, còn có 2 mét biết này. Mọi người chơi phải crash liên tục đấy. Run. Ở ngoài xong. Ngoài cũng xong. Ủa em trong xong nhá. Thằng này tự nhiên lông mày nó đậm như thằng Tú này này. Nhìn lông mày tự nhiên giống Tú Đụ không? Búa kéo. Nhìn ok đi. Em xong nha, em đúng rồi. Đòn điện. MRI giống luôn. Ủa, em đòn nha, em đòn nha. Ờ đòn. Ủa này có cái đây không nữa. Ê từ. Lúc ấy theo góc nhìn của tao đây là cái cửa dưới này mở lên, cái cửa trên này có mở không nhỉ? Gì nữa vậy anh, có mở. Đủ đúng không? Có mở. Ừ, chỗ đây chỗ của mày nhá. Ừ, đi. Anh xong hết rồi nhá. Đi bên trái. Em
Rồi rồi rồi. Có cây á? Từ 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 từ. Nãy em nhớ không có cây sao anh đội? Có cây, tao còn đếm hết từ cái lá cơ mà. Có tổng cộng là 132 cái lá. Ui, gì nhiều thế này. Mày không tin mày ngồi mày đếm lại xem. Không. Tin tin tin. Tin chưa? Đấy, đi. 200, here we go. Tuyệt vời em ơi. Đúng ngay. Tiếng gì vậy? Còn lại có tiếng. Không, lâu lâu nó có tiếng random. Ui 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 ui. Đúng rồi. Mở cửa ra. Không mở được. Bạn tí chết ở trong đây. Chúng mày đã biết được đóng cửa và xong rồi có mấy cái cưa máy nó rơi dần dần xuống tí tao chết. Đi. Cái nhiều khi vô tầng nào nó có vài tiếng lạ lạ đấy. Tôi mới. Mọi người phi ra nhanh vậy. Thì bên ngoài không có sai nữa đâu mọi người ạ. Ui, còn xác ở trong phòng này. Ui, con xác. Không phải anh đừng. Cho cái trò đấm nhau điểm gì ta? Bạn mà thích đấm không? Đấm vỡ mồm mày này. Mày vô đánh mày. Ôi, vậy? Vào đi anh đậu ơi. Cửa mở. Ma. Lùm má. Bắt điện rồi vẫn đi sang máy được. Điện sợ nha. 3 năm đủ. Don. À ngoài ok nhá. Don. Ê sao tự nhiên có thêm cái cây bên này? Đúng mà. Có cây mà. Thằng ấy cười. Chạy đi thằng bé. Mặt nó đỏ vậy. Hay uống rượu à? Giống em Ben hôm qua rồi. Joker Ấn Độ. Ây à. Bên ngoài không khác đâu mọi người ơi. Tiên em. Ui. Ui. Ai bị mổ rồi? Thằng bố ai bị mổ rồi? Không phải em. Bọn tao đi trước nhá. Đi thôi. Mày chết chưa? Chết rồi, spec rồi, 6 thằng mẹ mặt cười nó mổ em. Mổ đúng không? Ủa, ủa sao em vẫn ở trong phòng này? Không sao để đâu. Để cho anh đậu đi trước đi, Bông Minh ơi. Ủa? Ui. Mày kìa kìa. Em. Kiểm tra luôn đi, Mổ xong rồi đấy à? Phẫu thuật xong rồi. Mấy 6 thằng mẹ có râu mẹ nó hấp. Ê, có ma quỷ à? Đi con ma đấy, chạy đi. Biết đâu WeCode ủng hộ nhà phát hành sao anh? Quét ra thấy play đua gạch PC Gaming. Trời ơi. Đâu không vào phòng đầu tiên đâu. Nhốt rồi. Đâu. Ơ, cái tấm ảnh sao treo lệch vậy? Đúng rồi. Chỗ của tao, mày lo chỗ mày đi. Treo kiếu buồn búa. Ok nha. Em ok đó, em ok. Alo.
Anh ok nhá. Ok, nãy sai nhiều rồi, đúng rồi đó. Thôi. Này, chúng mày kiểm tra kỹ rồi đấy. Đấy, cái. Mẹ mẹ, 209 rồi đấy. Chỉ có ăn thôi. Đòn. Em mở đòn. Ô kìa. Ôi giời ơi. Ủa, sai chỗ nào? Đúng là đòn rồi. Trời ơi, thằng nào đây? Không phải em. Chắc chắn luôn. Chỗ em rất là đơn giản. Ra xem lại mà. Chỗ tao là chính xác hết rồi đấy. Đúng hết mà. Chỗ em là rất là đơn giản. Ờ, chỗ anh đúng hết mà. Kéo 4 cái ổ điện. Cái hình MRM với lại cái bảng chống trơn. Đi bạn thì chỉ có thằng Bô thôi. Không, chỗ em đơn giản lắm anh ơi. Ôi, đi tiếp không mày? Ảnh lệch cái đéo gì, ảnh lệch đúng rồi, có đéo nữa. Cứ ngồi spam ảnh lệch. Đây là sai. Anh đếm em nhớ kiểu nó có 2 quả tim hay gì ấy. Không sai được. Không phải của tao, chắc chắn luôn. Thế là nó 131 lá rồi. Mẹ dỗi thế nhở? Sao biết ăn thôi, sao biết ăn thôi. À, cố lên các em. 200 rồi. Mẹ 210 rồi. À, check cả ngoài nữa. Đúng rồi, check cả ngoài mọi người ơi, đừng ẩu. Mọi người nhiều khi mẹ ẩu bên ngoài ấy. Ủa em dễ lắm, em check nhanh mọi người cứ... Thấy em nhanh mọi người làm theo đúng không? Chứ đo với lắm mắt. Hey. Thằng nào vào check phòng trong đi. Ủa? Ui! Tao điên rồi. Một, vô kìa, một phẫu thuật cái đó. Vô vào đi, vô mày mấy lần là cần phẫu thuật đi. Vui lắm mày. Mày vào đi, mày vào đi, chúng mày vào đi. Vui lắm. Đéo, đéo, tao đéo thêm vui, tao đéo thêm vui. Ủa lên FPS rồi này, mọi người thấy lên FPS không? Không. Ủa lại tụt rồi. Vào mổ nó nhìn cho mình chằm chằm, nó đánh cái ghê lắm mình. Vào nó thiến nhau thì thôi. Chăn lật. Chứ ở hết lật là sai luôn. Thầy nhá như bắp gì ấy nhở. Cà phê cũng đúc. Em mà không thể sai đấy. Tao xong nha. Đúng nha, em đúng nha. Tao đúng nha. Em cũng không thể sai luôn. Không có như đây đâu. 4 cái ổ điện, đúng. 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 Đúng, không sai một cái gì cả. Đòn. Mọi người có để ý là không bật, không đập nhau được nữa không? Quá. Đập nhau đẹp đấy. Mới chết cuối đường nè. Búa, hai cái dao. Em xong phòng này. Dao. Búa kéo. Mũ nhiếc. Rồi mà. Ok anh ơi. Tao xong nha. Okay. Tao xong nha. Cái kia. Lên được 10 FPS rồi, đỡ đau mắt hẳn. Đòn. Chanh, đúng rồi nè. Đòn. Đòn. Rồi. Trong. Zero. Trời ơi anh. Ơ kìa. Đòn nào, đòn đông nào. Đông có vẻ như là đòn hơi giỏi chứ. Thề các em bắt đầu ẩu rồi đấy. Không ẩu, em check kỹ rồi. Check ngoài chứ, check ngoài chứ. Check ngoài kỹ vào. Đếm, đếm từng lọ thuốc một là kỹ chưa anh? Chắc chắn là ông rồi. Đi luôn đi, đi luôn đi, đi luôn đi. Không, 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 tôi check kỹ lắm. Chính là chỗ anh cũng dễ. Ngó phụ chỗ khác người ta. Mẹ, chỗ tao khó nhất rồi. Làm hết việc khó rồi. Đi kỹ mọi người ơi. Nhìn mấy cái giặt giặt nhỏ đi, em nghĩ khó hơn. Fuck game.
anh xong. À. Cái này nó có xong nào? Cái quỷ dữ 666 của anh ở trong đây mạnh bảo xong. Mà mày mới viết lên đúng không? Đi thôi bảy ơi, đi thôi. Đó. Một miếng rồi, một miếng ngoài rồi. Em grab rồi, game build. Chết rồi, phải kèm, phải kèm cho em đổi. Không biết gì đâu, chết rồi. Bắt cặp kèm nhau lại. Kèm đi, kèm đi. Ui, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Nó cười, nó cười, nó cười, nó cười. Hay dạ. Mấy lỗi sai mà kiểu nãy giờ. Dao kéo búa. Tôi móc. Vậy nè. Dao kéo búa. Kỹ nha mọi người ơi, chứ có chồng phòng chồng trong đây. Rồi, kỹ xong hết rồi thì ra check phòng ngoài đi. 7 4 ổ điện, 3 món, 1 2 3 4 4 món. Anh xong nhá. Em xong. Lịch cũng đúng. Đúng đấy, đúng đấy. Xong 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 xong. Sao có cái mùi kiểu nó về không á nhờ. Ừ. Nghi lắm. Không thấy ai có nghi vấn gì cả. Cái mùi nó quen lắm. Đấy, trời ơi, đây là chỗ nó có một cái lỗi sai nào mà mình không biết rồi. AI lỗi rồi. Kiểu lỗi rất bé luôn á. Để ý lại anh ơi, để ý lại anh ơi. Các kỹ lại đi. Check lại mấy cái này. Đây. Đi kèm thôi. Chắc chắn là nó không phải nằm chỗ em. Chắc chắn không phải em. Của em dễ vậy. Đấy mấy cái cửa nè nè mọi người ơi. Hay là nó có mấy cái kim áp suất này. Kim áp suất này á sao mình nhớ hết được anh? Không nhớ được. Nó chỉ là về không thôi. Kim áp suất này mỗi kim nó một số anh ơi. Này trên cái bảng thôi nhá, trên cái bảng của mấy cái thuộc sát này cũng hay là cái ổ điện có để ổ điện không? Có để có để ổ điện không? Có ổ điện này giờ đếm đủ 4 cái, luôn 4 cái, hai cái công tắc. Bên anh dễ lắm, hai công tắc, 4 cái trên này, hai cái ba cái kéo, một con dao, 4 cái ổ điện. À Simba đi thôi. Đòn. Để cái coi chừng ra trong tủ nó có cái xác ấy, mọi người ơi. Có gì kỹ rồi. Đi 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 đi. Từ từ nhìn kỹ lại nữa. Ok. Hơi sưng rồi. Thế nãy giờ tao là chuẩn nhất luôn đấy, tao chưa sai phát nào luôn. Anh ơi, cái này ngược rồi, cái ảnh của anh ngược cái sao ấy? Đâu? À đúng rồi, đúng rồi. À đúng, ảnh trong ngược. Ở đây anh để ý cái ảnh đó anh rồi. Tao đang check ngoài, mày đéo chịu check ngoài ấy. Mẹ. Hồi nãy anh đảm bảo luôn anh không để ý cái hình. Tao đeo cái ảnh của anh ngược một hai lần rồi. Vơ vẩn. Em có xem livestream của anh này, hình như cái đó. Ừ. Lên luôn. Này có cái rồi, mềm check vài. Dậy đi thầy ơi. Có mày mày đẹp quá, mày cứ ngồi xem livestream bảo tao là góc của mày dựng sai. Ủa đâu em để ý tất cả mọi người mà em kiểu thách ke ấy. Đúng. Xong xong. Vậy ok này. Lực ok này, hình ok nè. Ok, của em đến. Xong 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 xong. Mời em xong chưa? Chậu cây đây ta. Xong rồi đấy. Địp mẹ ta phải đi check hộ lại mọi người nữa. Thật. Ôi, con cần anh ơi. Không mà tin được.
Ấu thực sự. Anh mà 200 thì thôi. Rồi vậy là gì 200 là nghi lắm. Có cái mùi, có cái mùi. Đành lắm, hay đành lắm. Ây da. Đấy, đấy. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay. Ta thề luôn đấy, ai ấy nhở, nó phải có một cái lỗi nào đấy thì mẹ của một thằng nào đấy. Trời ơi. Nếu như không tìm được cái lỗi đấy á, là còn sai tiếp đấy. Đéo bao giờ thoát được đâu. Lỗi gì đây? Em rất ok nha. Rất ok này. Đi ký lại đi. Ổ điện này. Mấy cái hình này chắc chắn là không thể nào thay đổi được rồi nè. Cái hình này mà thay đổi thì chú cũng nhận không. Đây nhá, em còn nhìn số ở đây, cái kim nó có thay đổi gì đâu. Anh ơi, của em sai. Sai gì đây, phòng đầu tiên mà mẹ em. Chị thôi mọi người. Tao chịu quá. Cháu hiểu. Dương hả? Gất kỹ, chết gất kỹ rồi đấy. Đi. Đi. Nhanh chấn nốt đi, thầy sắp vào hỏi chơi game gì rồi đấy. Ôi, vào mổ đi, đúng rồi, vào mổ đi. Máy thử đi. Vào đi thầy ơi. Anh đấu thử đi đâu. Cảm giác thế vậy. Ok, anh để bác thử. Bịt mạng đi nhanh thế. Không có gì sợ đâu anh ạ. Kỹ mọi người ơi. Chà, em ghét rất kỹ rồi. Em đếm từng con dao, từng cái búa rồi đấy. Lại craft rồi. Fuck. Dao ba cái xỉa. Để trên trần nhà trong cái này đi mọi người. Nãy mọi người không để trần nhà đó. Trần nhà. Đúng rồi. Mấy cái chữ nhỏ nhỏ trong cái nhà này nữa. Rồi game chơi game 10 lần craft. Don. Don. Ủa ai đứng sau lưng này vậy? Bố Minh à? Ơi. Yeah. Mà game biểu. Này Bố Minh ơi. Đây này, đi bài của ông Bố Minh nó. Ê, 7. Tại sao dạ. Mỗi cái lồng sắt có hai cái đồng hồ mà cái lồng đầu tiên là chỉ có một cái đồng hồ? Cái đồng hồ này. Có một anh ơi. À đây. Bố Minh ơi, từ từ đã. Bông min lạnh craft rồi, đừng gọi bông min anh ơi. Mấy cái... giờ sao có mặt trong đây à? Cái mặt buồn không? Có check cái mặt buồn này không vậy? Mặt buồn nào? Buồn. Đây. Sao cái bảng này có mặt buồn này. Chắc chắn là cái này luôn. Cô đâu phải của em bên này mà. Ơ kìa. Đây là mới đây. Sao lại ơ kìa anh, bên đây là của ai mà, đâu phải của em. Bên đó là của ai vậy, của anh Bảy đúng không? Của ông Bảy. Của em. Em cũng giữa mà. Hình như cái này mới đấy. Này chưa thấy hình như rồi. Có từ hình rồi, như rồi. Hình như rồi. Thấy rồi. Check cái này là có check cái này rồi. Cái này tao chưa thấy bao giờ đâu nha, tao chưa thấy bao giờ đâu nha. Cái này cũng chưa thấy luôn. Thôi đi, đi 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 đi, chắc chắn là sai rồi. Các anh ơi, game này update cái gì mấy ghi. Vãi biếu. Trời ơi. Trời ơi. Lag quá mà. Nhà phát hành đang xem livestream hay sao? Dạo giờ mới vô chưa? Rồi nhá, bây giờ mình lên mình sai là mình biết liền này. Sai đúng biết ngay chỗ này. Đúng nhận sai cái. Việc. Ủa. Đấy là cái mặt buồn nó có. Đúng. Đâu, nãy là cái đó, sai mặt. Rồi. Không có, sai á, không có. Bây giờ check mà bình thường không có. Không có tiếng cưa vậy, mọi người nghe tiếng cưa. Vẫn cưa vậy. À, cưa từ tầng dưới lên tầng trên luôn hả? Cưa ác. Cái đi. Nè, mất rồi nè. Ừ đúng rồi. Ủa? Ủa. Ê, anh ta bị lộn. Đi. Đi luôn. Mất mới là đúng luôn anh mày. Ừ, mất mới là đúng. Tao nghĩ là nãy đéo ai để ý đằng sau cái kia chứ. Đúng rồi, cái mặt đó. Là nó. Cảm tay. Em cũng nhớ lần đầu tiên là mới thấy cái đó nó nãy giờ cũng check cho nó kỹ. Thế hóa ra tất cả nãy giờ là tàng 7. Đứ còn ai vào đây nữa. Thế cái mặt luôn đi anh ơi. Có thể là ai chứ.
mặt mất nha. QR mã QR kìa. Mã QR kìa. Ôi, quét thử đó. Quét đi. Quét đi là đâu? Quét đi. Tao quét thử với mà. Cái gì vậy? Điện thoại rồi, quét thử đấy. Ôi, phải đứng lâu quá nó biết là quét cái nó thả ma. Chắc quét ra con ma. Thì con mẹ nó ra cái YouTube của nó á. Lộn. Cay vậy. Đi. Ui. Còn phơm. Cái đèn vàng. Anh ơi, cái tranh của anh bị lệch sang ngược bên hay sao ấy? Đâu? Ông tranh đúng. Tranh đúng. Đòn đi. Tao xong nhá. Em xong. Nào. Chết ra ngoài đi mọi người. Chết lại ngoài đi, chết lại ngoài cho kỹ vào đi. Chết sao các bạn trên bảy ơi. Rồi. Một lần thôi à. Úi giời. Mẹ. Don. Lịch cũng Don. Nào, check kỹ lại đi nhá. Hồi nãy anh nghĩ là vô cái do cái mặt cười đấy. Nè, giờ bấm ra sai cái dẫn ra cái lỗi đó này. Giờ sai cái đi ngủ luôn nhá. Sai cái nghỉ luôn. Chắc chắn là có một cái lỗi. Không sai được. Địch bạn chỉ có thằng Bô thôi thề. Ôi trời ơi. Here we go. Sai chặt cái đầu em đi. Ồ. Em bảo rồi cái mặt cười đó của anh Bảy mà. Anh Yến. Vô đi. Đúng rồi. Em phết lên cao đấy. Cúp điện. Tự nhiên mượt ạ. Giờ lại tụt. Do điện rồi. Đã con. Ok mượt rồi này, cái mượt này mọi người mượt không? Mượt mà. Để update đi. Mượt mấy giờ? Chán đề. Non xong không có gì thay đổi. Điện nè, 12 chưa một đầu rồi. Không gì thay đổi cả. Trong thằng này nhìn nó từ nhá, nó hơi lật đúng không? Ê, thằng này nó lắc lư mày ạ. Ê, thằng này nó động đậy. Đúng rồi. Thằng này nó động đậy. Đúng rồi, nó đéo động đậy đâu, nên nó đứng yên lắm. Nó hơi lợt thì sao ấy. Có nó động đậy. Nhưng mà mình nhìn kỹ hay là do đá thì FPS thấp lên là đấy anh. Không, chắc chắn mày luôn. Tao ăn. Ê, từ sao mọi người. Nó vẫn động đậy. Đứng ngay. Nó thế á? Không phải. Bình thường nó đéo lắc. Địp lại từ từ để tao kiểm tra lại mà. Bình thường nó ngồi im nó đéo lắc. Hứa mày luôn. 125 con mắt là nó anh ơi. Em chỉ thấy là nó hơi lợt thôi. Em thấy cảm giác nó phải thay đổi hẳn cơ, chứ nó không như thế đâu. Thôi cứ tin anh em, cứ chat đi đây. Không phải, anh nhìn nó rất nhiều lần rồi. Tại vì anh không phải quản lý thằng này một lần, mà anh quản lý thằng này lần đéo nào cũng thế. Nó đéo động đậy như này. Không, game vừa update anh ơi. Thôi, tên nó đó đi. Tên nó đó đi. Tin tao đi, đi. Rồi. Anh em chuẩn bị tao thôi. Sai phát là tại anh độ luôn, còn gì nữa. Sẵn anh cái này rồi check va được nha, cái này check va được nha. Nó không lắc. Đây nhá, nếu sai chúng mày ra xem đi, thằng này nó sẽ ngồi im. Thì chỉ có sai lỗi khác thôi chứ không phải lỗi ở tao. Không, sai là sai mà anh. Trời ơi, đâu đi ra xem nó có lắc không. Ok. Tao nhớ nó không lắc mà. Tạo độ khó cho game gờ. Đúng giờ. Lắc không anh? Nó lắc. Lắc mà. Mẹ nó lắc. Trời ơi. Trời ơi, anh hổng không? Tại ai? Trời ơi. Nhưng mà sao tôi bị over thần kinh. Rồi, nghỉ chưa? Nghỉ anh ơi, hôm sau. Nghỉ rồi, hôm sau chơi tiếp. Đợi nó update thêm đi anh ơi, game crash nhỉ? Cả build crash luôn. Bây giờ game này FPS đang chưa ổn định lắm. Nhưng mà... Vậy thật ra nhá, game hay đấy. Anh độ khéo nghỉ sớm ấy, không là thầy hỏi chơi game gì đó ấy. Đúng rồi.
Tao cố tình, làm sao tao có thể chơi mấy cái lỗi sơ đẳng như thế được đúng không? Chắc chắn.